À, bạn bấm la thứ cho mình nhé, các bạn bấm la thứ cho mình, quên mất mình không bỏ các bạn bấm la thứ nhá, các bạn bấm la thứ cho mình, quên mất. Hi, xin chào các bạn đã quay lại những video học thì guitar với Lộc. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học guitar với một cái bài hát khá là quen thuộc. Bài hát là Hỡi muôn dân, mong hãy vỗ tay, lấy tiếng thắng trận mà gieo mừng ngày. Thì bài hát này là được thích trong Thi Thiên 47 và bài hát này rất là hay rồi. Thì Lộc sẽ hướng dẫn một cái điệu mới mà Lộc chưa hướng dẫn bao giờ cho các bạn, đó là điệu disco. Điệu disco này thì Lộc sẽ làm với cái mức độ đơn giản nhất và Lộc sẽ slide show cho các bạn để các bạn có thể hiểu được cái bản đồ của nó. Thì cái điệu này cấu trúc nó như sau, cấu trúc nó bao gồm 4 nhịp, đó là 1, 2, 3, 4 của nhịp 44, và nó chính là một cái điệu rất là quen thuộc và rất là hay gặp, hay dùng của nhịp 44. Thì nó gồm như sau, Lộc sẽ biểu diễn cho các bạn. Các bạn nhớ là nó như thế này, đó là đấy, các bạn nghe hay không? Đó là xuống 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Đó, cái nhịp 1 là nhịp xuống mạnh nhất. Thì các bạn xuống cho Lộc là 3 dây trên, 3 dây trên, hoặc là 4 dây trên, 4 dây trên, thậm chí là 5 dây. Tùy các bạn xuống để tạo cái nhịp 1 bao giờ là nhịp đầu phách. Đầu phách thì ta phải lấy dây bát, đúng không? Lấy dây bát và phải xuống bằng dây bát. Thế là xuống 4 dây trên hoặc 5 dây trên hoặc 3 dây trên tùy các bạn. Thì ở đây chúng ta sẽ đánh này, 1, thấy chưa? Còn 2, 3, 4 nó sẽ lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống. Các bạn nhớ cách cầm móng nhỉ? Cách cầm móng của chúng ta là ngón trỏ này, đặt cái móng vào này, ngón cái này, đúng không? Và ta cầm được cái móng như thế này. Và cái điệu này nó yêu cầu một cái việc rất là hơi khó một chút, thì các bạn cố gắng tập thì nó sẽ ra thôi. Đó là cái bàn tay của chúng ta này, nó có cái phần phần này mình không biết đâu, phần âm dương, đúng không ạ? Phần âm dương của bàn tay có ngón tay út này, có cái phần này, phần âm dương đây, phần này nhé các bạn, nhớ phần này. Thì các bạn đặt nó vào đây, mà đặt ra các bạn chặn nó vào cái ngựa đàn này, chặn nó vào ngựa đàn, hoặc là chặn nó lên trên dây đàn này, tùy các bạn. Các bạn luôn luôn đặt nó ở trên dây đàn, và khi các bạn đánh xuống này, các bạn nghe tiếng của nó không? Đấy, hay không? Nào. Đấy, nghe tiếng nó phình phình như vậy, nó không ra cái tiếng này. Ra tiếng này thì các bạn sẽ không kiểm soát được âm. Đấy, nghe tiếng nó chối lắm, nó không kiểm soát được âm. Mà cái guitar nó ngân như thế thì nó vào loa nó sẽ gây ù. Mixer họ không xử lý được đâu nhá các bạn. Dùng cái bàn tay này, đấy, để ngắt âm liên tục. Nó giống như là cái nó sẽ đi theo cái phách trống. Đấy, theo cái phách trống như vậy nhá. Thì các bạn thấy đánh này, đấy, chưa? 1, 2, 3, 4 này, 1, 2, 3, 4, được chưa? Cái nhớ cái tay này. Thì nó xuống này, xuống, chạ. Xuống lên, xuống lên, xuống lên, xuống lên, xuống. Nó chỉ có như vậy thôi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Đấy, các bạn hiểu chưa? Xuống lên, xuống lên, xuống. Các bạn nhìn cái đồ thị này, các bạn sẽ hình dung ra đúng không? Xuống lên, xuống lên, xuống lên, xuống, xuống lên. Nó chỉ vậy. Xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống. Đấy, xuống một lần và lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên. Thì ở đây có cái phần hơi khó một chút. Là cái phách số 2, cái phách số 2 nhá. Các bạn, phách 1 xuống, thì cái phách số 2. Cái phách số 2 ở đây mình gấp đôi nó lên. Nó là xuống, lên, xuống, đúng không? Nó là xuống, lên, nó là xuống, lên. Bây giờ mình nhân làm 4 lần, nhân 2 thành 4 nhá. Thì nó sẽ. Các bạn thấy không? Cái này rất khó. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Thì rất khó, thì thực ra thì nó cũng không thể nào đủ 4 lần được. Nhưng mà các bạn cứ tạo ra một cái tiếng mà nó cực kỳ nhanh, cực kỳ réo rắt nhá, cực kỳ réo rắt. Đấy. Đấy, thì nó sẽ ra như thế này nè. Lần 1 thì các bạn, cái nhịp 2, cái lần đánh đầu tiên thì cái nhịp 2 của bạn không nhân. Lần thứ 2 các bạn mới nhân, thì nó sẽ ra như thế này. Thank you.
đấy, các bạn hiểu chưa? Tức là một lần các bạn nhấp nháy rất nhanh này, một lần thì không, thì thực ra nó chỉ có như vậy thôi này. Xuống lên, xuống lên, xuống lên, xuống này, xuống lên, xuống lên, xuống lên, xuống. Thì các bạn cứ tập được cái xuống lên, xuống lên, xuống lên, xuống này nó quen. Chặt, xuống lên, xuống lên, xuống lên, xuống này, xuống lên, xuống lên, xuống lên, xuống. Chặt, này, chặt. Nó chỉ có như vậy thôi. Thì cái phách trống nó là disco nó thế mà. Disco đấy nhá. Disco nó như thế. Thì các bạn đánh nó như thế nhá, nó chỉ có như vậy. Rất là dễ, disco này cực kỳ dễ luôn. Thì nó sẽ có những điệu disco khó mình sẽ giới thiệu sau. Chặt, chặt, chặt. Được chưa? Thì cái nhịp 2 này. Nhịp 2 nó sẽ nhân lên nhá. Các bạn nghe rõ chưa? Đấy, mình làm lại một lần nữa để các bạn tập luyện theo nhá. Đấy, thì thực ra nó không đủ là 4 đâu. À, các bạn cứ làm cho nó réo rắt là được. Nó réo rắt là được thì nó là như vậy. À, các bạn cứ nhập chắc 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 nó như vậy nhá. Các bạn là tùy các bạn đếm nhịp 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Đấy, tùy các bạn đếm vào phách, đếm nhịp như nào thì tùy các bạn. Nó cứ chỉ xuống lên, xuống lên, xuống lên, xuống lên, xuống lên ngay. Xuống lên, 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 xuống lên. Chỉ thế thôi. 1 2 3 4 5 6 7. Đấy. Xuống lên, xuống lên, xuống lên, xuống lên. Các bạn cứ đến như vậy là các bạn nhớ, các bạn chung quy các bạn cứ nhớ cái tay trái các bạn có thể nhấp nháy này, nhấp nháy và bấm la thứ cho mình nhé. Các bạn bấm la thứ cho mình, quên mất mình không bỏ các bạn bấm la thứ nhá, các bạn bấm la thứ cho mình quên mất. Đấy, thế thôi, chỉ thế thôi. Thì các bạn phải đánh như thế để các bạn phối theo trống. Các bạn phải đánh như thế để các bạn phối theo trống và anh trống anh không phối được theo bạn. Nếu các bạn không đánh như thế thì cái tay trống họ không phối được theo mình ấy, thì nó sẽ bị loạn nhịp mà cái bài hát thì nó cũng khá là nhanh chứ không phải chậm. Thì cái bài này chỉ chơi 4 hợp âm, đó là la fa son do, la fa son do và mi thứ là 5 hợp âm. La fa son do là mi thứ, các bạn có thể chơi mi trưởng thay cho mi thứ nhé. Mi thứ thì là hai ngón này nhá, các bạn mình dùng hai ngón này, các bạn dùng hai ngón này cũng được. Bấm vào dây số 5 và dây số 4 ngăn số 2 đúng không, và tất cả là buông đấy, 5 và 4 ngăn số 2 là sẽ có mi thứ. Thì mi trưởng người ta bấm thêm số 1 ngăn dây 3, số 1 dây 4, số 1 dây 3 thì là mi trưởng. Các bạn có thể chơi mi trưởng hoặc chơi mi thứ, hoặc chơi mi trưởng 7. Mi trưởng 7 thì các bạn bấm mi trưởng bỏ cái giữa ra đấy. Tức là dây số 5 ngăn 2 và dây số 3 ngăn 1 thôi, đầu buộc. Thì đó là mi nhá. Mi la thứ thì các bạn đã học trong bài trước rồi đúng không? La thứ chính là mi trưởng nhưng mà tụt xuống 1 dây đúng không? Thì la thứ nó sẽ là dây số 2 ngăn 1, dây số 3 ngăn 2, dây số 4 ngăn 2. Rồi, nó có la thứ. Tiếp theo nó có pha trưởng này. Pha trưởng chặn đúng không? Pha trưởng chặn đó là chỉ các bạn rồi. Mi thứ thì ở đây đúng không? Mi thứ thì nếu các bạn bấm hai ngón này thì mi thứ sẽ là ở đây. Đấy, mi thứ đây. 5 4 ngăn số 2 thì đẩy lên. Một ô bên trên này. Nói chung là ta sẽ có
pha thăng thứ đúng không? Pha thăng thứ nhưng mà cái ngón trỏ phải bịt vào 6 giây. Nhưng mà ta thêm vi trưởng đúng không? Vi trưởng thì ta có vi trưởng ta có đây. Dây số 6 ngang dây son ngăn 1. Dây son ngăn 1, dây tức là dây số 3 ngăn 1. À, mi trưởng đúng không? Mi thứ đẩy lên đây, mi trưởng thì cũng đẩy lên đây. Chúng ta có pha trưởng đây. Đấy, các bạn có pha trưởng nhá. À, các bạn sẽ nhìn hình này ra mà. Pha trưởng tiếp theo nó có son trưởng lên 2. Tức là giữ nguyên thế tay pha trưởng lên 2. Đúng không? Đấy, ta có mi trưởng này, pha trưởng này, son trưởng này. Đấy, son trưởng lên 2. Hoặc là các bạn bấm son trưởng. Các bạn nhớ chưa? Nhớ bấm son trưởng này. À, ngăn số 3. Dây 6, ngăn 2 dây 5, ngăn 3, dây 1 và dây 2. Đấy. Ngăn 3 dây 1 dây 2 và hai ngón này. Ngăn 3 dây 6, ngăn 2 dây 5. Các bạn nhớ nhá. Nó chỉ vậy thôi, thì nó chỉ có hợp như vậy. Và cuối cùng là đôi trưởng. Đôi trưởng có cần phải học lại không? Các bạn đôi trưởng nhá. Đôi trưởng này ngăn 3 dây 1, đôi trưởng ngăn 3 dây 5, ngăn 2 dây 4 và ngăn 1 dây 2. Chờ đôi trưởng. Bài này chỉ có vậy thôi. Thì muốn chơi được một bài hát thì các bạn phải hát được nó đã, đúng không? Các bạn phải thuộc được nó đã. Các bạn phải hát được. Hỡi muôn dân, mò hai vỗ tay, lời tiếng thắng trận mà reo mừng ngày. Và các bạn phải quạt được. Quạt được này. Hỡi muôn dân, mò hai vỗ tay, lời tiếng thắng trận mà reo mừng ngày. Câu đầu tiên nó sẽ là la, pha và la. À, chữ la nó đáp vào hỡi muôn dân. Hỡi muôn dân, hỡi muôn dân, cái guitar của bạn ấy bắt đầu đánh hỡi muôn dân, thấy chưa? Nơi tiếng thắng trận thì là pha pha nhá, tiếng thắng trận là pha, các bạn nhớ thì trận thì vào pha. Câu này rất dễ. Rồi cuối cùng là gieo mừng ngày về la, tức là đi một vòng cho la. Hỡi muôn dân, mò hại vỗ tay, nơi tiếng thắng trận mà gieo mừng ngày. Dễ không? Đấy, hỡi muôn dân vào la, lời tiếng thắng hỡi vỗ tay. Hỡi muôn dân vào la, vua tay tiên thắng trận vào pha rồi reo mừng ngài. Hỡi muôn dân vào la, tiên thắng trận vào pha mà reo mừng ngài. Hỡi muôn dân mau hãy vỗ tay, tay tiên thắng trận mà ta vào về là. Ok nhá, câu này dễ mà đúng không? Các bạn sẽ cùng theo tiếp theo. Các bạn nó giữ la thứ này. Jehovah, ngài thật đáng kính, ngài là vua lớn trên cả thế giới. Jehovah, ngài thật đáng kính, vẫn là ngài là vua lớn, lớn và pha trên cả thế giới và son, thấy chưa? Ngài là vua lớn trên cả thế giới, các bạn nào, ngài là vua lớn vào pha trên cả thế giới và son nhá. Hỡi muôn dân, mau hãy vỗ tay, lấy tiếng vang pha ta đi về nhà. Jehovah vẫn là ngài thật đáng kính, vẫn là ngài là vua lớn pha rồi đến son. Ok chưa? À, đây là xong nhá, xong này. À, cái phần điệp khúc thì các bạn cố gắng réo rắt nhiều lần. À, cố gắng réo là ngài là chúa vua cả trái đất nhá, cố gắng réo nhiều. À, tức là cứ một ô nhịp réo. À, tức là cứ một ô nhịp các bạn không réo vào một ô nhịp sau các bạn réo, tức là réo nhiều thì nó sẽ hay cho điệp khúc nó cao trào lên nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào điệp khúc. Còn nếu các bạn không réo được thì các bạn cứ đánh thế này thôi, đánh thế này không anh chống anh ấy không đánh được đâu. Anh chống anh thấy các bạn đánh nó bị hoảng là anh ấy văng ra ngoài. Thì các bạn phải cố gắng đánh giữ nhịp. À, các bạn muốn chơi thì các bạn phải chơi được. Còn nếu bạn cảm giác là mình không theo được nữa, không theo được ban nhạc. Ví dụ là lúc đó cái tempo nó nhanh quá. Hỡi muôn dân, mau hãy vỗ tay các bạn không? Hỡi muôn dân, các bạn đánh bị loạn rồi, các bạn bỏ luôn. Các bạn đừng có lúc nào cũng quạt. Thì cái tay chống nó phá cái tiếng đàn của bạn ra rất là kinh nhá các bạn. Cảm giác là mình không theo được ban nhạc, các bạn phải bỏ ngay, không được đánh nữa nhá. À, thì câu này ngài là chúa vua cả trái đất vào la đánh son nhỉ, ngài là chúa đánh là sang pha đấy, vào la sang pha nhỉ, ngài là chúa vào la sang pha, đức chúa trời sang son về đồ. Các bạn nhớ nhỉ, ngài là chúa la và sang pha, đức chúa trời sang son về đồ. Ok nhỉ. Ngài là chúa của cả trái đất và loài, đức chúa trời son ta về đồ. Ok. Ngài là chúa của cả trái đất, đức chúa trời cai trị mọi dân. Đấy là đô nhá. Rồi sau này đến là ngài sẽ khiến các dân các nước mai suy phục trước vua.
Chúa Giêsu. Các bạn đã biết la thứ trên này chưa? La thứ ngăn năm nhá. Ở đây mình sẽ dạy các bạn cái hợp âm la thứ ngăn năm. À, các bạn này, pha đây đúng không? Son đây đúng không? Thì lên, lên đến năm. Là la, pha này, mi này, pha này, son này, la này. Ngón này buông nhá, ngón này ép vào đây không đánh nhá. Thì là la thứ. Chứ còn đánh và bấm vào đây theo son trưởng là thành la trưởng, không thành la thứ được. Buông này ra, mi thứ mà, mi thứ đây đúng không? Là pha thứ này, son thứ này, thì đây mới la thứ được. Còn bấm vào đây nó là trưởng được. Bấm theo mi trưởng thì lên đây nó sẽ thành la trưởng. Bấm theo son trưởng thì lên la sẽ thành la trưởng. Bỏ ra nhá. La thứ. La thứ ngăn năm nhá, la thứ ngăn năm. Thì các bạn chưa hiển vinh của câu này, các bạn về la thứ cho mình. Thì cái câu bên trên nó là la Chúa vô cái chất Đức Chúa trời và son về đô, đúng không? Các bạn này câu này là về đô, nhưng câu về sau là các bạn về la. Nhá. Câu này là để nó bước vào cái chữ hallelujah nó phải về la nhá. Các bạn nhớ như vậy là được. Ngài sẽ khiến vua, ngài sẽ khiến, ngài sẽ khiến các dân các nước phải xin phục Chúa vua Giêsu. Ở đây là các vua hiển vinh, nhưng mà mình thích phải xin phục dưới vua hiển vinh thì mình lại hát thành vua Giêsu, nhưng mình thích hát thành vua Giêsu hơn, bởi vì nó sẽ hợp cho cái hallelujah, nó sẽ có vần đó. Ngài sẽ khiến các dân các nước phải di phục trước vua hiền vinh. Là thứ này. Ngài sẽ khiến vân hà sang pha đi ra di phục đánh son về là ngàn năm. Nhớ nên là ngàn năm nhá. Ngài sẽ khiến các dân các nước phải di phục son ta về là Alleluia. Thì cái hallelujah nó là lặp lại 4 lần. Thì cứ hallelujah lặp lại 4 lần, tức là lặp lại son, lặp lại pha, son, mi, la. Pha, son, mi, la. Pha, son, mi, la. Ha, ha, hallelujah, son. Ha, ha, mi, sang la rồi. Ha, 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 pha, son. Ha, 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 mi, về la. Hết bài là xong. Ok, cái bài hát này thì đến đây là hết, nó không có gì cả khó cả. Thì thật ra nó rất là dễ, thì mình muốn chia sẻ với các bạn để các bạn có thể chơi được bài này. Nhớ nhá. Thì mình sẽ đánh lại cái lần đoạn cuối cho các bạn hiểu nhá. Ngài là Chúa của cả trái đất, Đức Chúa Trời cai trị mọi dân. Ngài sẽ khiến các dân các nước và di phục Chúa của hiền vinh. Mi về la này thôi. Đấy là nó chỉ có như vậy, là các bạn cứ nhìn hợp âm và đánh theo là được. Quan trọng là các bạn phải đánh được điệu này. Hallelujah. Đấy, các bạn nghe réo rắt, các bạn cố gắng réo rắt nhiều nhé. Đấy, thì cái video này nó sẽ kết thúc ở đây. Thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và các bạn có yêu cầu hướng dẫn bài hát nào thì cứ yêu cầu, và nó sẽ lần sau lại nó sẽ hướng dẫn các bạn đập thùng để các bạn chơi cho vui. Với lại đập thùng thì nó không vào ban nhạc được, nên các bạn cố đánh là đánh cơ bản để cho cái ban nhạc họ theo được bạn. Đấy, và các bạn đánh nhạc thì nhớ là âm nhạc cũng phải lúc nào cũng đánh. Mong bạn, các bạn phải biết là lúc nào các bạn đánh là các bạn ngừng. Đấy là âm nhạc, các bạn nhớ như vậy nhé. Thì sẽ hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo, và các bạn hãy feedback cho Lộc những lời mắng chửi nhá. Cảm ơn, xin cảm ơn các bạn, thì chú ấn với các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn nha. Goodbye, goodbye, goodbye. Ha ha hallelujah, ha ha hallelujah, ha ha pha và sang son ta đánh mi về lại.